Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì có một người quen điện thoại nói cho tôi rằng là họ đã cho thuê một cái nhà, và khi mà thuê như vậy á, thì không có làm hợp đồng, và cái người thuê đó họ đã ở trên căn nhà này một cái thời gian rất là dài mà bây giờ đuổi không đi. Cho nên tôi cũng đã tư vấn, còn thì bây giờ cái tính nhân văn của văn phòng luật sư, tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn những cái đôi nét cơ bản nhất của một cái hợp đồng thuê nhà, hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, để quý vị và các bạn biết. Thứ nhất là để tự mình bảo vệ mình, thứ hai nữa rằng là nếu trong trường hợp có phát sinh những cái vấn đề nào xảy ra thì chúng ta sẽ biết vận dụng những cái quy định của pháp luật. Điều đầu tiên tôi muốn nói cho quý vị và các bạn là có cần thiết phải lập hợp đồng hay không. Thưa quý vị và các bạn, thông thường thì nếu như trong những cái hợp đồng thuê đất, thuê nhà mà thời hạn dưới 6 tháng thì chúng ta không cần phải ra công chứng, và như vậy thì chúng ta cũng vẫn phải lập một cái hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà nha quý vị. Chứ để 2-3 bữa nữa phát sinh rồi Sao đây là một cái chương trình để nâng cao kiến thức pháp luật của người dân. Cho nên tôi mong muốn rằng quý vị và các bạn những cái nắm được những cái nội dung cơ bản của một cái hợp đồng thuê quyền sử dụng đất hoặc thuê nhà, nói chung cái đối tượng đó là thuê. Thì đối với cái hợp đồng thuê nhà và hợp đồng thuê quyền sử dụng đất thì chúng ta phải lưu ý một số vấn đề sau đây. Thứ nhất là cái đối tượng thuê. Thì thông thường thì mình cũng không quá cầu toàn trong cái việc mà nếu như mình là người đi thuê thì mình sẽ biết cái nhà này là của vợ hoặc của chồng. Nếu trong trường hợp mình thuê ngắn hạn, thuê 2 tháng, 3 tháng thì chúng ta sẽ lập một cái hợp đồng bằng tay. Còn nếu như trong trường hợp nói chung là dưới 6 tháng thì chúng ta sẽ lập hợp đồng tay. Nội dung thì vẫn vậy thôi, tuy nhiên rằng là nếu quá cái thời hạn là 6 tháng thì cũng không nhất thiết, nhưng mà cái việc cần thiết là chúng ta phải nên đến phòng công chứng để người ta có những cái nội dung cơ bản. Ngay cả gia đình tôi cũng vậy, cho thuê một cái thời gian dài nhưng là do mang cái tính chất gọi là cũng như là một cái sự tin tưởng ở nhau, giấy tờ nó chỉ là một hình thức phụ. Tuy nhiên rằng là tôi nghĩ rằng thông qua cái câu chuyện của một người bà con trong họ hàng thì tôi nghĩ rằng việc cho thuê đó rất là cần thiết. Thì có rất nhiều những cái vấn đề phát sinh xảy ra từ hợp đồng thuê, và tôi nghĩ rằng là với cái hình thức của hợp đồng thuê thì tôi nói về và tôi sẽ bỏ nó vào một cái playlist là hợp đồng thuê quyền sử dụng đất, thuê nhà, quý vị và các bạn nhé. Về quyền sử dụng đất thì nếu như trong trường hợp chúng ta chỉ thuê mặt bằng thì chúng ta phải mô tả được thuê là bề ngang là 4m, bề dài là 20m, hoặc là bây giờ thuê toàn bộ quyền sử dụng đất hay là thuê một phần quyền sử dụng đất, để tránh trường hợp thì sau này ông nói gà bà nói vịt. Trước đây thì tôi cũng có một cái hợp đồng thuê nó dạng vậy đó quý vị. Thì khi một cái hợp đồng thuê được xác lập, trong đó toàn bộ, vì nó là toàn bộ quyền sử dụng đất cho nên cứ lấy ở bên này mà rập vào bên kia, trong đó các bên thỏa thuận như thế nào, các bên thỏa thuận để lại một cái chỗ cho phía bên thế người cho thuê đó để mà buôn bán. Tuy nhiên thì trong cái hợp đồng lại không ghi cái điều khoản đó, dẫn đến cái tình trạng là sau này phát sinh tranh chấp. Nói miệng đó, rồi sau này phát sinh tranh chấp. Như vậy, cái điều thứ nhất là chúng ta sẽ mô tả được hai bên cho thuê một cái căn nhà cấp 4 có diện tích là ngang 5m, dài 10m, tổng diện tích sàn xây dựng, hay là cho thuê toàn bộ căn nhà, hay là cho thuê một trệt, hay là cho thuê lầu 2, hay là cho thuê phòng số mấy nha quý vị và các bạn. Còn nếu như trong trường hợp ở trong cái hợp đồng thuê này
chúng ta không thể mô tả được. Thì thuê đa phần là nếu theo cái nhà thì chúng ta sẽ mô tả thuê toàn bộ nhà. Đó là điều thứ nhất, đó là đối tượng của hợp đồng. Cái thứ hai là thời hạn thuê. Thời hạn này dễ lắm quý vị và các bạn. Thời hạn thuê thì chúng ta sẽ ghi vào thuê thời hạn là một năm. Một năm thì chính xác là từ ngày, ví dụ như tôi cho rằng là từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Hoặc là bây giờ mình thuê 5 năm thì xác định, lưu ý là chúng ta phải xác định cái mốc đầu tiên và cái mốc sau cùng. Trong trường hợp là ví dụ như tôi có một cái căn nhà dạng ở đây đi, tôi cho một người A thuê, thì khi mà cái bên thuê họ tôn tạo, họ sửa chữa, thì tôi nói thôi bây giờ mặc dù là tôi cho thuê là bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2017, tuy nhiên rằng là bây giờ anh sửa chữa lại đi, là tôi sẽ bắt đầu ký với anh kể từ ngày anh hoàn tất, tôi cho anh khoảng 10 ngày. Quý vị và các bạn phải thống nhất là như vậy. Thì khi mà mình nói về cái thời hạn thì chúng ta sẽ thống nhất cái thời hạn nó là như thế nào. Riêng về cái việc gọi là giá thuê và phương thức thanh toán, thông thường thì cái việc thuê nhà nó mang tính chất dân sự nhỏ lẻ, thì chúng ta sẽ nói là giá thuê. Thì thí dụ như trong trường hợp thuê thời hạn là 10 năm thì chúng ta nói là giá thuê là từ ngày 1 tháng 1 năm 2000 đến ngày 1 tháng 1 năm 2010 là 5 triệu đồng chẳng hạn, rồi từ thời điểm ngày năm nào tới năm nào là 12 triệu đồng chẳng hạn. Như vậy chúng ta sẽ biết bắt đầu từ thời điểm nào chúng ta thuê, và người cho thuê lấy cái số tiền thuê là bao nhiêu. Để cái quan trọng nữa là phương thức thanh toán. Quý vị và các bạn, cái phương thức thanh toán thì thông thường trong dân gian chúng ta, mục đích của tôi trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là nói cho quý vị nghe về những kiến thức cơ bản, chứ không tư vấn những cái doanh nghiệp, những cái dự án thuê. Tôi nghĩ rằng đối với những dự án có quy mô lớn thì những cái chủ đầu tư họ có những cái đội ngũ tư vấn là anh chị em luật sư, và cái việc mà thuê đó thì nó sẽ mất rất là nhiều thời gian để thương lượng. Tôi nhớ có một lần tôi nhận một cái vai trò là dịch thuật cho một cái công ty của người Trung Quốc. Tại vì ở Việt Nam đã cả có một cái bạn luật sư rồi, thì ở bên phía người Trung Quốc thì cũng lại có, phải thuê một cái người, tôi đứng là dịch thuật thôi. Nhưng mà lại không ngờ rằng là luật sư cũng biết tiếng Hoa, cho nên một cái quá trình thương lượng từng điều khoản, cái công ty của Trung Quốc nó vào ở Việt Nam, nó làm cái dự án biên đó quý vị, nó dẫn đến những cái độc hại, cho nên các bên đã không thể thương lượng được cái việc phát sinh cái hậu quả pháp lý, cho nên dẫn đến cái việc đó là không thành công. Cái quan trọng là chúng ta phải ghi rõ là mục đích thuê nhà để làm gì. Và nếu chúng ta là người cho thuê nhà thì chúng ta phải nhất thiết phải thêm một cái câu là bên cho thuê, bên thuê sẽ chịu toàn bộ về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Không cần phải nói nhiều quý vị và các bạn, chúng ta chỉ cần nói là bên thuê sẽ chịu về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh là được. Còn những cái khác thì người ta làm gì kệ người ta, mình không quan trọng. Thì thông thường cái mục đích thuê thì có thể chúng ta sẽ ghi rõ, tức là mình thuê sẽ làm gọi là buôn bán kinh doanh vàng, hoặc là buôn bán điện thoại, hoặc là bán phân bón. Chứ để còn có những cái gọi là gợi mở thì chúng ta sẽ nói là anh, tôi cho anh thuê như vậy tôi chỉ lấy tiền, để tránh những trường hợp. Hôm qua tôi có một cái câu chuyện, một cái chị bạn, chị bảo rằng là chỉ là bán bánh phở,
thì khi cho thuê thì mặc dù hai bên đã thỏa thuận về cái giá giá thuê rồi, nhưng mà cái anh này anh lại nói rằng là cái việc mà làm như vậy, bán như vậy thì nó sẽ dơ nhà. Hoặc là bây giờ mình cho thuê mà người ta buôn bán ma túy, mình cũng phải chịu thôi. Tại vì bên thuê sẽ chịu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Hoặc thí dụ như trong trường hợp mà có những cái hành vi vi phạm pháp luật thì bên cho thuê họ sẵn sàng họ chịu, chứ mình không có chịu. Và cái câu là bên thuê sẽ chịu trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh nó rất quan trọng quý vị ạ, rất quan trọng. Cái điều tiếp theo đó là quyền và nghĩa vụ của các bên. Tôi nghĩ rằng là đối với cái hợp đồng thuê nhà này thì tôi sẽ chia ra làm rất là nhiều phần để cho quý vị và các bạn hiểu thêm rất là cơ bản về hợp đồng thuê. Và tôi chỉ dừng lại ở những nét cơ bản của một hợp đồng thuê. Đối với cái phần 1 của hợp đồng thuê nhà thì tôi cho rằng là trong trường hợp hợp đồng thuê có thời hạn là dưới 6 tháng thì các bên không nhất thiết phải đến phòng công chứng để xác lập cái hợp đồng thuê. Nếu trong trường hợp hợp đồng thuê này có thời hạn là trên 6 tháng thì chúng ta hãy nên đến phòng công chứng để sau này có những cái ý kiến pháp lý thì chúng ta đã có những cái thỏa thuận trong nội dung hợp đồng. Và phòng công chứng thì họ cũng sẽ chuyên nghiệp hơn để lập những cái hợp đồng cho chúng ta. Và tóm lại những cái điều khoản như thế này. Thứ nhất là đối tượng của hợp đồng, đó là cái nhà và cái đất chúng ta thuê. Thì khi nhà và đất chúng ta thuê, chúng ta cũng phải nên liệt kê diện tích, số tờ, số thửa, tờ bản đồ và diện tích cụ thể, tránh những trường hợp phát sinh tranh chấp. Tôi cho thuê 1.000 mét nhưng mà trừ lại cho tôi là 20 mét để cho tôi kinh doanh bán bánh mì chẳng hạn. Hoặc là tôi cho thuê 1.000 mét toàn bộ quyền sử dụng đất nhưng mà trừ cái căn nhà mà tôi đang ở. Thứ hai đó là thời hạn thuê. Thì quý vị và các bạn biết không, cái thời hạn thuê này do các bên tự thỏa thuận. Thì hồi nãy tôi cũng có nói rồi, cái thời hạn thuê này nó sẽ tương ứng với cái việc giá thuê và sau này chúng ta sẽ điều chỉnh giá. Và một cái vấn đề nữa là mục đích thuê. Tôi cho rằng một số anh chị em không ghi vào mục đích thuê, nhưng riêng tôi trong bất kỳ một cái hợp đồng thuê nhà nào tôi đều có ghi là mục đích thuê làm gì. Mục đích thuê làm trạm mobifone, mục đích thuê là bán phở, mục đích thuê đó là đặt cái trụ sở văn phòng luật sư. Và tiếp theo đó là giá thuê. Thì như tôi nói đó, cái sự liên kết giữa hợp đồng thuê và giá thuê nó sẽ là gắn kết lẫn nhau. Nếu như trong trường hợp chúng ta sẽ có những cái hợp đồng thời hạn chừng là 1 năm thì dễ rồi. Nhưng nếu như trong trường hợp cái hợp đồng kéo dài và chúng ta có một cái sự điều chỉnh về giá, như trước đây thì tôi cũng có thuê một cái trụ sở đó, thì họ điều chỉnh giá rằng là cứ mỗi 1 năm thì điều chỉnh là 10%. Như vậy thì nếu đến cái thời hạn cuối cùng, và thí dụ như bây giờ ngày 1 tháng 1 đến 31 tháng 12 thì đúng cái thời hạn thuê này thì chúng ta sẽ hết cái thời gian nơi này thì chúng ta biết là hiện tại là giá nó là như vậy, mà điều chỉnh qua năm sau thì giá nó tăng thêm khoảng 10%. Và cái điều quan trọng mà tôi nãy tôi rút rồi cuối tuần tôi cũng quên luôn quý vị, đó là phương thức thanh toán và trả vào ngày tháng năm nào. Thì thông thường á thì một cái số doanh nghiệp thì người ta hoặc là công nhân á, tiền thuê tiền trọ đó thì nó người ta trả lương vào ngày năm, cho nên chúng ta cũng phải nên dao động là từ năm tới mùng 10 dương lịch nha quý vị, để hai bên cãi lộn. Tôi không biết dương lịch thôi chứ tính ngày âm lịch thì rõ ràng nó cũng kỳ. Đây là phần thứ nhất của cái hợp đồng thuê nhà. Hy vọng rằng trong một số cái trường hợp tiếp theo tôi sẽ tiếp một cái câu chuyện về hợp đồng thuê cho quý vị và các bạn, để quý vị và các bạn hiểu trong những cái vấn đề cơ bản về hợp đồng. Rất mong được một cái sự đóng góp chân thành từ quý vị và các bạn. Và cũng nói nhỏ nha, nếu mà luật sư có nói sai cái gì thì quý vị đồng nghiệp ơi hãy giúp tôi với. Chứ thật sự ra nhiều khi á, công việc tư vấn mệt mỏi lắm,
nhưng mà với một cái mong muốn, với một cái khát khao sẽ trao đi những cái thông điệp một cách cơ bản để nâng cao cái chất lượng, cái kiến thức pháp luật của người dân. Tôi cũng không có cao cả đâu quý vị và các bạn, nhưng nếu như trong trường hợp tôi có đủ thời gian, tôi có đủ công sức, tôi sẽ giúp quý vị và các bạn trong khả năng của tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúng ta sẽ tiếp tục ở phần 2 nha quý vị và các bạn, đó là quyền và nghĩa vụ của bên cho thuê và bên thuê nhà. Quý vị và các bạn đón xem để xem coi văn phòng luật sư Đoàn Gia Phúc trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta nói như thế nào nha. Cảm ơn ạ.